tài nguyên thì các bạn sẽ học ở trong cái trang đó là W School. Cái trang này là trang kinh điển luôn, nó là cái trang tutorial mà phổ dùng nhất và gần như nổi tiếng nhất, mà có một số các ngôn ngữ người ta hay để đó, ví dụ như HTML là JavaScript là Reason, rất nhiều cái ngôn ngữ mà các bạn làm được frontend nữa, thì nó sẽ ở trên này. Thì trang này thì nó cũng rất là lâu rồi, chắc chắn có hơn 20 năm rồi, đúng không ạ? Nên là ngày xưa rồi cũng bắt đầu làm thì nó sơ khai lắm, bây giờ nó phát triển kinh khủng rồi và nó vẫn duy trì. Bây giờ cái trang này rất là mạnh ha. Chắc hay là Facebook tốt cho các cửa tutorial á, đúng không ạ? Hoặc là search Google các bạn học. Thực ra học các bạn học bất kỳ một ngôn ngữ nào ấy thì cũng yêu cầu các bạn một số vấn đề thôi, thứ nhất là biết tiếng Anh đấy, thứ hai nữa là biết keyword để các bạn search, đúng không ạ? Có internet các bạn học bất kỳ thứ gì, đúng không? Các bạn thấy rồi, các bạn muốn tìm hiểu gì ngoài phần cơ sở thì đúng không ạ? Học hành thôi mà, các bạn dùng người ta học nhé. Rồi thì công cụ lập trình thì Visual Studio Code con nói một chút rồi nhé. Ok rồi, đây là công thảo. Ok, đây là rồi trong cái phần mà bài một ấy, từ bữa là cô chỉ giới thiệu các bạn cái phương pháp học thôi, giới thiệu sơ thôi. Thì trong phần bài một ấy, thì các bạn học về hiểu về ngôn ngữ HTML, sử dụng các thẻ hình dạng, sử dụng ảnh là cũng biết rồi đúng không ạ? Rồi sử dụng liên kết là link, hôm trước kia nói về link đúng không? Sử dụng liên kết, sử dụng một số thẻ cơ bản, một số hôm trước vừa giới thiệu các bạn một số thẻ cơ bản rồi đúng không? Thẻ heading, thẻ b đó. Thì ngôn ngữ HTML là viết tắt của Hypertext Markup Language, là ngôn ngữ đánh dấu xuyên văn bản ha. Ok
gì con? Hey, what's your name? Huy, gì Huy? Lê Quang Huy. Thường thì các bạn nhiều Huy lắm. Đấy, điểm danh cho bạn cái. Bữa sau đi sớm nha con. Có khi nào em đi sớm em ngồi trong lớp ở dưới em chơi không được không? Có khi nào em đi sớm em ngồi dưới em chơi không? À thế à? Tưởng em dưới em chơi chứ. Quang Huy. Đang mưa hả em? À, mừng quá, mưa rồi mát. Rồi ok. Rồi, bây giờ lát bài, bài lát hôm bữa này, lát 1 nè. Bài này là làm rồi đúng không? Ở nhà anh đã làm mấy cái bài lát này chưa? Làm chưa? Chưa, làm luôn, làm lẹ. Không kịp giờ, cô chấm tới lớp luôn. Rồi, lớp 1, lớp 2, bài 3 tôi cho tí cho thêm. Rồi, bài lớp 2 thì nó gồm mấy cái này nè các bạn. Đây, các bạn có bài thơ. Thì ví dụ màu tím hoa sim, màu tím nhớ. Thì các bạn thấy như này, cô sẽ chỉ các bạn cái này nha. À, các bạn thấy nó có chia thành hai khúc đúng không? Thơ tím nè. Một khúc này và một khúc này. À, bây giờ cô sẽ demo nè. Đây. F2. Đây lắp. Lắp 1. Bài 2. Đấy, cách gõ code nha. Cô gõ chấm than cái. Thấy chưa? Cô enter cái phạt ra chưa? Rồi bây giờ bài thơ là để hát mấy ạ? Hát một à? Ok, để chữ bài, bài thơ. Ok là... rồi sau đến các bạn bài thơ viết thường kể đi viết hoan. Rồi cái bốn cái chữ này các bạn nè, bốn dòng này nè, thì các bạn để cho cô trong một cái thẻ P. Đó, ví dụ như là màu tím hoa sim gì đó. Rồi xong đến cái đến cái màu tím lòng gì đó. Lòng tôi màu tím gì đó. Rồi, các bạn muốn cách một đoạn khác các bạn lại làm để nó thể P tiếp. Cái này là màu tím hoa sim gì đó, các bạn để tiếp màu cái này cho cô. Ok. Rồi, các bạn chạy lên nha. Click chuột phải nè, mở cái thư mục nè, chạy trực tiếp thư mục nè. Ok, thì nó chia thành hai đoạn. Nhưng mà cái này nó không xuống dòng đúng các bạn. Thì muốn xuống dòng các bạn để cho cô cái thẻ B. Đúng rồi, BR. Thì các bạn thấy nó sẽ nhìn nha. Đấy, nó sẽ chia thành hai đoạn BR, cái xuống dòng nó sẽ khác với xuống dòng của thẻ P. Hiểu không ạ? Đấy, cho nên các bạn nó sẽ chia thành hai đoạn nha, hai paragraph. Đây, đằng trong của nó thì các bạn dùng thẻ BR. Còn ở ngoài á, chia đoạn các bạn dùng thẻ P cho cô. Cái enter xuống dòng nó khác. Được chưa? Làm đi các bạn ơi, không kịp đâu. Rồi, bây giờ đến cái phần làm bôi màu tím chẳng hạn. Vì chữ này là đầm và nghiêng. Thì cô sẽ để cái... ở đây cô để cái strong cũng được, cũng strong cũng được, mà không các bạn để cái thẻ B cũng được. B là béo á ha, để strong được luôn đó. Và để nó là im nghiêng thì các bạn để là thẻ italic cũng được, hoặc là để thẻ gì ạ, im cũng được luôn ha. Đó, im cũng được luôn. Các bạn bôi nó, cắt nó cho vào giữa, vừa đầm vừa im nghiêng. Rồi chạy lại nhá. Đấy, nó sẽ vừa đầm vừa in nghiêng này các bạn. Được chưa? Ok. Đấy. Rồi. Tiếp bài thứ bài này. Bài này gõ phương trình.
Thì ở đây các bạn thấy là có một cái bài này có một cái phương trình. Bài này có một cái thẻ link. Đó. Các bạn làm cho cô hai bài. Bài thơ tím và bài phương trình. Cái này là bài lớp 2 chứ nhỉ? Lớp 2 bài thơ tím. Đây, với cái bài phương trình. Ở đây có một cái phương trình thôi, các bạn gõ nha. Đấy, bài thơ phương trình. Ok. Chữ Huế là các bạn dùng cái mắc. Được chưa? Rồi các bạn làm đi ha. Các bạn hướng dẫn lại một chút xíu nha các bạn. Các bạn vào là mở đầu tiên nó chưa có cái này. Các bạn vào file, ví dụ có new window này, các bạn nhìn nhé, nó chưa có gì hết nha. Đây, mở ra nó không có gì. Đó, không có gì hết. Các bạn mở open folder này hoặc vào đây mở chọn open folder. Xong các bạn chọn folder mà để các bạn thì lớp các bạn là lớp MLT16 đúng không? Click vào folder. Hoặc cô sẽ tạo một cái folder mới. Các bạn chưa có gì vào new open folder chưa có gì, cô sẽ tạo một cái folder mới, giả sử như demo chẳng hạn. Xóa ngay. Demo để xóa thôi. Đó, được chưa? Đó, để các bạn select vào đây. Thấy chưa? Thì nó chưa có gì cả, cái demo này chưa có gì cả. Các bạn tạo thư mục nào. New, tạo thư mục image nào. Tạo thư mục gì ạ? Set S nào. Quên. Set S nó phải nằm ở new thư mục khác nè. Nó set S nè. Rồi tạo ví dụ thư mục là lắp 1, lắp 2 nè. Ví dụ lắp 1, 2 nè. 2 nè. Đó, các bạn tạo file nè, vào đây nè. Ví dụ như là lắp 1 bài 1 nè. Chấm HTML nè. Enter nè. Được chưa? Rồi chấm than nè. Rồi nhắc nè. Được chưa? Ok. Đó, các bạn tạo từ đầu. Được chưa? Đấy. Rồi cái code mà rồi cái code đây các bạn, cái code hôm bữa mà lắp 171 á là đây, cô chèn hình này, các bạn phải đáo hình về. Đáo cái hình về. Đáo hình về để trong thư mục image. Xong các bạn gõ code như thế này. Đây cô hướng dẫn cái phần này nè. Ở đây có cái thẻ link nè. Ha, ở đây là logo nè. Thì cô sẽ lấy cái bài lắp 1 nè. Bài này luôn nè các bạn. Được chưa? Cô Ctrl A, Ctrl C nè. Cô tạo một cái file nè. New file nè. Cô tạo là cái trang chủ đúng không? Ví dụ index chẳng hạn. .html. Ctrl V vào đây. Ở đây các bạn cô thay cái này bằng cái chữ là trang chủ đi ha. Index page. Rồi cháy này lên nè. Được chưa? Cháy này lên được chưa? Rồi các bạn nhìn nha. Cái chỗ này nè là cô sẽ để hai cái dấu gạch ngang vào đây cái menu đúng không? Đấy, cô sẽ để hai dấu gạch ngang là HR nè. Hai dấu gạch ngang. Được chưa? Ở dưới cô đặt cái menu nè. Là cái này cô để là cái thẻ A thôi. Chữ hello nè, hoặc là trang chủ nè, bài thơ nè, phương trình chẳng hạn. Thế cô thay ở đây là cô để thẻ A nè. Đó, cô đặt tên nè. Là trang chủ. Bài thơ. Phương trình. Ok. Rồi.
Các bạn chạy lại nha thầy nè. Có chưa? Nhưng mà rất là xấu đúng không? Đang xấu đúng không? Thì bây giờ các bạn có thể định dạng cho nó. Hiểu không ạ? Định dạng cho nó. Cho nó bự lên. Được chưa? Đấy. Nếu cô để cái định dạng là ví dụ như thẻ A. Là cô để là font size. Là để là 20 pixel chẳng hạn. Bự lên chưa? Đó, cái này có để là 25 pixel đi ha. Thấy chưa? Và các bạn thấy là cái này nó không có cách ra. Các bạn có thể có nhiều cách để nó cho nó cách. Cô để cái dấu này cũng được. Đấy, thì nó sẽ cách ra. Có dấu gạch dưới nè. Gạch nè, thấy không? Thấy chưa? Đó. Rồi nếu không á, các bạn để cho cô cái cách, khoảng cách cho nó. Nếu các bạn để cái margin ví dụ như là 10 pixel thì nó sẽ cách ra. Các bạn nhìn nha, nó cách ra chưa? Thấy không? Nó cách ra này. Được chưa? Đấy là định dạng. Cái định dạng đấy buổi sau ta học. Nhưng cô thêm vào cho các bạn biết là nó có thể làm được những cái việc như vậy. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn nhìn nhá. Bây giờ cô muốn khi click vào trang chủ thì nó về đúng cái trang nó, đúng không? Thì cô vào đúng cái trang là gì đấy ạ? Về ví dụ cái này thẻ A này các bạn nè. Thì nó sẽ là vào trang index .html, được chưa? Nếu mà bài thơ thì tôi sẽ sang cái trang là thơ tím nè. Được chưa? Cô để trong href nha. Còn nếu phương trình thì cô để trong bài phương trình ha. .html mà bài này cô chưa có ha. File này cô chưa có nè, các bạn chạy lại nè. Ở đây cô ra cái bài thơ tím. Nhưng cái mà phương trình ấy chưa có, nó sẽ lỗi nè. Đúng không? Nó lỗi, nó không tìm thấy. Thì bây giờ như này, cô sẽ tạo một cái file là một bài là phương trình. Đúng không? Phương trình .html. Thì ở trên này cô chỉ để cái chữ phương trình thôi. Ở đây cô để là phương trình thôi. Ok. Thì nó sẽ chạy nè. Rồi chưa? Rồi, bây giờ nè, cô sẽ chỉ các bạn một cách nè. Bây giờ cô muốn rằng khi các bạn nhảy thì cái menu này vẫn giữ nguyên. Thì cô chỉ các bạn một cách nha, các bạn sẽ copy, các bạn vào trang index. Các bạn copy cái style nè. Copy khúc đầu nè, copy đến cái phần HR này nè, H1 nè. Index nè, HR đến đây nè. Ctrl C nè. Rồi cô mở vào, cô sửa vào cái file phương trình nè. Đấy. V nè. Tức là cô sẽ copy cái khúc đầu và cả cái khúc menu này. Rồi cô copy tiếp vào thơ tím. Đó. Cô copy cái style nè. Cô copy luôn cả cái anh div này nè. À, với cái này là phải có cái đóng div, tại vì các bạn thấy có cái div ở đây, các bạn phải có cái đóng div ở đây. Chưa? Rồi, cái phương trình cũng phải có cái đóng div. Chưa? Cái này mở div nè. Đóng div nè. Bên này cũng phải có mở div nè, đóng div nè. Rồi các bạn chạy lại nhé. Đây trang chủ thì về trang chủ này, bài thơ nè, nhảy sang bài thơ nè. Phương trình nhảy sang phương trình nè. Cô muốn về trang chủ thì về, muốn đi đâu cũng được. Được chưa? Ok. Thì các bạn chỉ cái phần trên này là nó giống nhau là được thôi. Và cái đường link này nó trỏ tới cùng tên giống nhau là được. Hiểu không ạ? Ok. Làm một cái xong các bạn copy ra. Đúng không ạ? Thấy không ạ? Thì các bạn thấy nó không có nhúc nhích luôn, nó chỉ thay đổi với mỗi nội dung thôi. Thấy không? Cái khung cũng không thay đổi luôn. Được chưa? Ok. Ok chưa? Rồi, các bạn làm nhé.